vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của sắc là không, trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thọ tưởng hành thức cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của thọ tưởng hành thức là không, trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn xứ chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của nhãn xứ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị sắc xứ chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của sắc xứ là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhãn giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của nhãn giới là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. vì sao? vì tánh của sắc giới cho đến tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị nhĩ giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. vì sao? vì tánh của nhĩ giới là không. trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của thanh giới cho đến tánh của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không. Trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị tĩ giới chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của tĩ giới là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc Cùng các thọ do tị xúc làm xuyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của hương giới cho đến tánh của các thọ do tị xúc làm xuyên sanh ra là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thiệt giới chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của thiệt giới là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến vị giới thể thức giới và thể xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của vị giới cho đến tánh của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thân giới chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của thân giới là không trong tánh không không có chỗ hướng đến không có chỗ chẳng hướng đến xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến chẳng phải chỗ chẳng hướng đến vì sao vì tánh của xúc giới cho đến tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến, vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị ý giới chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến, vì sao? Vì tánh của ý giới là không, trong tánh không không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng phải chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ chẳng hướng đến. Vì sao? Vì tánh của pháp giới cho đến tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là không. Trong tánh không, không có chỗ hướng đến, không có chỗ chẳng hướng đến.